Và lời đầu tiên xin được nói lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị cùng tất cả quan khách đến dự lễ thành hôn của hai em ngày hôm nay. Và xin nhân dịp năm mới xin gửi tới tất cả quý vị cùng quan khách một lời chúc sức khỏe và thành đạt nhất. Và xin thay mặt cho ban tổ chức cùng với gia đình xin được kính mời anh Nguyễn Huy Xoay lên làm lễ thành hôn cho hai em. Và xin tất cả quý vị cho anh Nguyễn Huy Xoay một tràng pháo tay để chúc mừng anh làm lễ thành hôn cho em được thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị khách quý, các chị và các bạn trẻ, được sự ủy quyền của gia đình cho phép tôi đứng lên làm chủ hôn cho buổi lễ kết hôn của đôi bạn trẻ Hưng Dũng và Diệu Huyền ngày hôm nay. Trước khi bước vào làm chủ hôn, tôi xin phép được trân trọng giới thiệu về dự ngày vui ngày phúc trăm năm của đôi bạn trẻ Hưng Dũng và Diệu Huyền ngày hôm nay gồm có 4 vị đại diện cho tứ thân phụ mẫu cùng toàn thể các vị khách quý, các chị cô trẻ chúng ta đã có mặt đông đủ trong hội trường dưới thành phố Chị Trung ngày hôm nay. Và các bạn trẻ chúng ta hãy được một tràng pháo tay để chúc mừng đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng, và tôi cũng xin trân trọng giới thiệu là những người bắt tay những chương trình tình yêu cho đôi trẻ Hưng Dũng và Diệu Huyền ngày hôm nay. Ban nhạc Huy Kiên từ thành phố Thanh Sơn thân thương trở về đây làm chương trình tổ chức cho đôi trẻ, cũng như rất đây những chuyện nhạc và công đoàn để chúc mừng ngày trăm năm hạnh phúc cho đôi trẻ Hưng Dũng và Diệu Huyền. Vậy một tràng pháo tay dành cho ban nhạc Huy Kiên. Vâng, và tôi xin coi với tư cách là chủ hôn cho buổi lễ kết hôn đôi trẻ ngày hôm nay, xin phép được truyền lời chân thành cảm ơn cũng như lời chào và chúc sức khỏe đạt nhất tới toàn thể các vị khách quý, các anh chị và các bạn trẻ chúng ta có mặt trong ngày hôm nay. Vâng, thật đúng là nhạc rộn mắt trời mừng rỡ thảo muôn hoa khoe sắc đón đầu hiền. Từ nay anh đã tiếp rồng trong nhà sẽ nhạc muôn phần em ơi. Và rồi hôm nay trời đẹp mây cao trên nắng ấm áp ghé vào trưởng hôn từng đôi chân nhỏ thật gần bước lên trong gió ông và vườn hoa. Ngày hôm nay cũng là ngày tiết trời mùa đông, mùa về đôi trai gái tìm đến bên nhau xây dựng tổ ấm quê hương. Và rồi năm trên tháng chọn ngày hôm nay được sự đồng ý của hai bên gia đình, của chính quyền địa phương, chính quyền sở tại, đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và được sự đồng ý cao cả nhất của đôi trẻ. Và tôi hy vọng chính thức tuyên bố buổi lễ kết hôn của đôi trẻ Hưng Dũng và Diệu Huyền chính thức bắt đầu. Các bạn chúng ta hãy đồng lên chiếc chào hôm nay để chúc mừng đôi trẻ ngày hôm nay. Và hôn nhân là đề tài muôn thuở của một cuộc sống. Từ xa xưa trở đến tận bây giờ, người ta vẫn thường ví tình yêu cũng giống như những ngọn lửa, nó được thắp sáng cho những trái tim và sẽ ấm cho những tâm hồn. Nhưng lửa kia muốn cháy ngời ngời, hạnh phúc cần phải có những người thắp lên. Và giờ đây hãy thắp lên đi những ngọn lửa tình yêu để cho đôi lứa được trăm điều may mắn. Từ ánh mắt đến trái tim, tình yêu luôn sưởi ấm, hạnh phúc cháy lên trong sâu thẳm tâm hồn. Vậy tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại diện cho phụ mẫu nên thắp lên những ngọn lửa tình yêu cho đôi trẻ hôm nay. Và các bạn trẻ trai hãy đổi lên những tràng pháo tay để chúc mừng những ngọn lửa tình yêu của đôi trẻ hôm nay. Okay, let's go.
mời hai vị này đem cơm mẫu trở về vị trí của mình. Các chị và các bạn trẻ, sau những đêm trăng tròn, những lần hẹn bước bên nhau bằng những lời nói ngọt ngào, yêu thương vô hiếm của chàng trai xứ sở Hải Dương đã làm rung động con tim của cô thôn nữ xứ sở Bắc Ninh. Và rồi tại đó hôm nay thì Hưng Dũng có nói với Điệu Huyền rằng là: em ơi, thuốc kia đựng quá hành nhà, chồng này thắm đỏ môi bà môi ông, tôi ta duyên thắm tình đồng, gia đình đồng ý chúng mình đền đôi. Với tôi xin trân trọng kính mời họ nhà trai chào lễ, họ nhà gái nhận lễ. Em ơi, nếu vật không gì cao sang thì là một tấm lòng vàng của anh, quả cao với lá trời xanh, biết tình nước nguyện đã thành. Em ơi, trầu vàng quẹn lấy cao xanh, tuổi đã chính thức mà anh lấy nàng. Hôm nay hai họ bữa hàng, mình có thể thảo dâu hiền đẹp đôi. Trầu cao với tấm lòng đào, anh trao em nhận tơ hồng ta kết duyên. Với tôi nhân trọng kính mời đối diện đại diện cho đối thân bố mẫu bắt tay kết tình chúng ta từ đây. Vâng, thật đúng là hôm qua hai họ còn xa, hôm nay hai họ ngồi trong một nhà, vui chung đối với ấm trà, để cho hai họ, hai nhà nhận nhau. Các bạn nhắn tay nổi lên những tràng vào tay để chúc mừng cho tình chúng ta được phát chặt từ đây. Vâng, và tôi xin trân trọng kính mời những đại diện con nhà gái đặt đến lên bàn và về vị trí ngồi đứng của mình. Xin mời các vị đại diện cũng như đoàn lễ tân trở về vị trí ngồi riêng của mình. Với bước em đi như nở hoa, khuôn mặt dạng người ôm hoa cưới, chú rể thánh bên dạng dỡ cười. Và bây giờ tôi xin trân trọng kính mời toàn thể các vị khách quý về ngay trên đây để chúng ta hãy đứng lên và đổi những tràng pháo tay tay thần nông nhân để chào đón được bên nam và tân hương của chúng ta đến vào hôn sư hôn cưới. Các bạn trẻ chúng ta hãy đứng lên và nổi lên những tràng pháo tay thân thương kia. Theo Liên Hợp Quốc ban hành thì trước khi cô dâu và chú rể ký vào bản hôn ước này, tôi xin phép được hỏi. Trước khi cô dâu và chú rể ký vào bản hôn ước này của luật quốc tế hôn nhân gia đình thì tôi xin phép được hỏi cô dâu và chú rể một số vấn đề như sau. Hai bạn đến với nhau là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi rất là chúc mừng chúng tôi đến với nhau hoàn toàn tự nguyện.
Vâng, hai bạn tìm hiểu nhau kỹ càng và yêu nhau sâu rộng. Vậy thì sau này dù cuộc sống có thay đổi thế nào đi chăng nữa, hai bạn cũng càng phải yêu nhau nhiều hơn nữa. Hai bạn có đồng ý không? Vậy thì hai bạn trước sự chứng kiến của toàn thể các quý khách quý, các anh các chị, các bạn trẻ này, hai bạn chính thức ký vào bản hôn ước này. Và mời các bạn chúng ta quay lại chào toàn thể các vị quan khách có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Vâng, các bạn trẻ chúng ta nổi lên những tay vào tay. Tôi đề nghị tất cả các bạn trẻ chúng ta có mặt trong hội trường mới để thực sự chúc mừng ngày vui hạnh phúc trong năm cho các bạn trẻ chúng ta nhiệt liệt nổ lên những tràng pháo tay để chúc mừng cô dâu hồ chú rể. Đó cũng là những món quà chân tình nhất của mình dành cho cô dâu hồ chú rể ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quan viên đại họ, kính thưa các vị khách quý, các chị và các bạn trẻ trở lại quê hương Hải Dương, nơi quê hương của chú rể Hưng Dũng, thì người Hải Dương thường nói rằng là chim khôn tự chạy nhát lòng, gái khôn lấy chồng về đất Hải Dương, trai Hải Dương rất giàu tình cảm vốn đã chăm nào lại rất đẹp trai. Các bạn trẻ chúng ta nổ lên những nhiều con tay để chúc mừng cho chú rể chúng ta vừa chăm nào lại đẹp trai. Vâng, và trở lại quê hương Bắc Ninh, nơi của những nhạc điệu quan họ, cũng như nơi sinh ra và lớn lên của cô dâu Diệu Hiền, thì người Bắc Ninh thường nói Diệu Hiền con gái nhà ai, nếp na thủy vị lại có tài nấu ăn, dịu dàng trong cách nói năng, công dung ngôn hạnh trong phần mến yêu. Và thế rồi cho đến một buổi chiều, đôi tay gài gái sắc mỹ miều gặp nhau. Họ gặp nhau trên xứ Kim Chi, tình yêu của họ như một sự thi tuyệt vời. Một hôm ở đất Chiến Thu, vô tình Huyền Dũng trên đường gặp nhau. Và rồi từ ánh mắt đáng yêu, nụ cười trong chím, họ đã thương nhau rồi. Phải chăng định mệnh ông trời đã thề đã kết cho hai người gặp nhau? Thế rồi những lá thư tình email hết chát cho bóng hình của nhau, lá trầu buồn lấy thương thầu, đôi trai tài gái sắc lấy nhau. Là tuyệt vời. Tôi chẳng ai đâu nên những chàng hôm nay để chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc tay đôi tay cho ngày cưới. Vâng, trong năm dấu quá xa vời, chúc cho hai bạn ngàn đời ái ân, dù chú ông trong đó ngàn lần yêu nhau sẽ đắm vạn lần thủy chung. Và thực sự chúc mừng ngày vui ngày phúc trong năm đôi bạn trẻ hôm nay. Xin mời quý vị anh chị đôi chúng ta cùng lắng nghe một năm giai ca, đó chính là năm giai ca Huy Tiên với bài hát được mang tên Nhạc Sống Bắc Ninh. Mời quý vị anh chị các bạn chúng ta nổi lên những tràng pháo tay để chúc mừng cô dâu chú rể chúng ta ngày hôm nay.